Chào gì? Đang nói gì? Đang nói gì? Chào các bé. Hôm nay. Sẽ làm con gì? Cả đàn sẽ làm con gì? Không có làm quẹt quẹt cái miệng nữa. Hôm nay sẽ làm con gì nào? Giới thiệu tiếp. Ta nói tiếp đi. Chào các bé, hôm nay làm sao? Làm sao thì đang làm con gì? Đang làm con rùa. Con rùa ok. Nào xin mời bé đang làm con rùa đi. Rùa đâu? Rùa con mèo. Ok, con mèo cũng được. Con thích làm quay rùa hả? Ừ, nào đây nào, làm cái xe nào. Mèo. Mèo ăn đi ra một này đi. Mèo không đi chơi mà. Thầy rồi. Rồi, nào hướng dẫn các bạn làm thì làm như thế nào? Có làm được không? Đang làm đi. Làm một lâu thế. Nào, xin mời làm con mèo đi. Có thành công không? Trời ơi, lăn một hoài vậy. Cái món này dễ. Cái món lăn một dễ. Nào làm đi. Đang làm con mèo đi. Lâu vậy. Hai kè em, hai kè em. Chào tiếp đi, chào các bé tiếp đi. Sao nữa? Cái máy nó tới hồi à. Ok. Ok. Đâu, sản phẩm đâu, chưa thấy đâu cả. Rồi em đang làm một con mèo to chưa? Quẹt quẹt cái miệng đi đã. Ôi chào các bé, mình là con mèo. Ai là bé đâu nha. Bạn này con mèo đâu rồi, chưa thấy con mèo đâu cả, một cái quẹt quẹt từ nãy giờ mèo đâu. Mẹ món lăn bột là một sở trường, chắc vậy lăn bột rồi đã nè. Đừng có lăn bột không quẹt quẹt cái miệng nữa. Đâu sản phẩm của chị hai đâu. Đã
Thì ra giới thiệu xem nào. Xin chào gì? Chào nữa. Xin chào các bé. Cái này là cái gì? Nào chị Hai làm gì? Chị Hai giới thiệu nghe lên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.